Cơ sở chế tác đá cảnh, tư vấn, thiết kế và thi công tiểu cảnh non bộ Hồ Cá Coi, Công Tiến xin kính chào quý vị trên toàn đất nước. Hôm nay, giữa tháng 5 năm 2024, chưa bao giờ trên xưởng mà Công Tiến làm lên được nhiều những tác phẩm non bộ lớn nhỏ khác nhau với những tỷ lệ kích thước cũng như các chất liệu khác nhau. Và trong video ngắn này, Công Tiến xin ghi lại tất cả những tác phẩm nghệ thuật này làm thông điệp gửi tới quý vị và các bạn trên toàn đất nước Việt Nam. Trong thời gian tới, quý vị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh non bộ Hồ Cá Coi, xin liên hệ cho chuyên gia phong thủy Công Tiến theo số điện thoại ghi trên màn hình để Công Tiến có duyên được chia sẻ và tư vấn cho quý vị một cách chi tiết hơn. Vâng, như quý vị và các bạn đang nhìn thực tế trên màn hình đây, sau 20 năm sự nghiệp trong nghề làm nghệ thuật thì cho tới thời điểm này, chắc chắn một điều rằng Công Tiến, một trong những xưởng chế tác đá cảnh lớn nhất, quy mô nhất, nhiều nhất, đa dạng về mẫu mã cũng như các tỷ lệ kích thước lớn nhỏ khác nhau, mà khẳng định rằng Công Tiến một trong những xưởng mạnh nhất trên toàn đất nước Việt Nam về chuyên thi công tiểu cảnh non bộ Hồ Cá Coi. Không quan trọng quý vị ở đâu, dù xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, có duyên được gặp gỡ, được chia sẻ và tư vấn cho quý vị sẽ luôn là nguồn vui, nguồn cảm hứng cho Công Tiến nói riêng cũng như toàn anh em trong đội. Và một điều tuyệt vời rằng Công Tiến tư vấn, thiết kế và phối cảnh 3D miễn phí cho toàn bộ quý vị trên toàn đất nước. Khi đủ duyên, đúng người, đúng giá trị, đúng thời điểm, chắc chắn quý vị sẽ có kiệt tác để hưởng ngoạn. Vâng, thông qua clip ngắn này, quý vị có thể thấy nghệ thuật nối tiếp những tác phẩm nghệ thuật mà trong 20 năm Công Tiến đã kiến tạo từ lý thuyết đến thực hành, làm nên rất nhiều những tác phẩm trên mọi miền của đất nước. Và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều duyên hơn với quý vị trên toàn đất nước Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ cho chuyên gia phong thủy Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có duyên tư vấn và thiết kế phối cảnh 3D hoàn toàn miễn phí cho quý vị trên mọi miền của đất nước Việt Nam. Và yêu em mãi, dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ơ thơ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm
đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăn trối, tìm đóng cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ơ thơ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm trăn trôi, tìm đóng cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Yêu em mãi, dù phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm.